ngỡ ngàng căn nhà mới Mạnh Quỳnh được tặng khi chuyển tới ở gần Phi Nhung, vừa nhìn thấy đã hòa khóc. Thông tin Mạnh Quỳnh sẽ chuyển tới gần trung tâm Thúy Nga, nơi cách nhà của Phi Nhung khoảng 15 phút chạy xe, đã được phía Mạnh Quỳnh xác nhận. Nam danh ca quyết định đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc mà bà Marito tin tưởng giao cho. Phía trung tâm có lẽ sẽ có thông cáo báo chí chính thức trong vài ngày tới. Đây cũng là một quyết định khó khăn với Mạnh Quỳnh, vì việc chuyển nơi ở mới, đồng nghĩa sẽ phải xa vợ con, anh chỉ có thể về thăm nhà lúc rảnh rỗi hoặc cuối tuần. Tuy nhiên rất may, phải nói một lần nữa rằng Mạnh Quỳnh may mắn khi trong cuộc đời gặp được hai người phụ nữ là Phi Nhung và Cẩm Diệu. Phi Nhung giúp Mạnh Quỳnh thăng hoa trong sự nghiệp, nhưng giờ cô ấy đã ra đi, còn Cẩm Diệu thì luôn là hậu phương cho chồng. Lần này cũng vậy, Mạnh Quỳnh sống xa nhà một mình, Cẩm Diệu phải cán đáng để lo cho gia đình. Sau khi bàn bạc với chồng, Cẩm Diệu chỉ nói đúng một nội dung rằng suốt bao năm nay, tôi đã chọn lùi về phía sau để chồng sống với đam mê ca hát. Bây giờ tiếp tục như vậy để anh Mạnh Quỳnh đảm nhiệm một chức vụ mới cũng là điều nên làm. Tuy nhiên, tôi chỉ đồng ý cho anh Mạnh Quỳnh sống xa nhà sau khi đã thỏa thuận với nhau một điều kiện đặc biệt. Có lẽ tôi sẽ chia sẻ sau. Trước mắt, tôi chỉ mong khán giả sẽ ủng hộ anh Mạnh Quỳnh trong một vai trò mới. Tôi và các con sẽ thường xuyên qua thăm anh Mạnh Quỳnh. Phải thú thật, tôi chỉ ước bây giờ Phi Nhung còn, thì tôi sẽ không cần phải lo lắng nhiều cho anh Mạnh Quỳnh như hiện tại. Đến khi Phi Nhung mất đi, tôi mới cảm nhận được sự quan trọng của cô ấy đối với cả tôi và anh Mạnh Quỳnh. Mong Phi Nhung ở trên cao luôn phù hộ cho những người ở lại. Nhớ Phi Nhung rất nhiều. Anh Quỳnh cũng tâm sự, điều vui nhất khi chuyển đến Cali ở không phải là đảm nhiệm chức vụ mới, mà chính là việc thường xuyên được đến thắp nhang tâm sự với Phi Nhung. Đôi khi chỉ để đứng trước bàn thờ nhìn di ảnh là nhiều tâm tư u sầu được vơi đi rất nhiều. Như vậy là Mạnh Quỳnh sẽ chính thức sống xa nhà. Nhiều khán giả thắc mắc, Mạnh Quỳnh đã tìm được chỗ ở chưa? Khi chuyển tới ở gần nhà Phi Nhung thì anh Quỳnh sẽ ở đâu? Mới đây có một khán giả ở bang Cali khi vừa hay tin Mạnh Quỳnh sẽ đến ở đã lên tiếng cực kỳ đặc biệt. Anh này là nhóm trưởng của những người hâm mộ Mạnh Quỳnh tại Mỹ lên tiếng, có nhà ý muốn tặng Mạnh Quỳnh một căn phòng đặc biệt để ở. Nơi này chỉ cách trung tâm Thúy Nga 5 phút đi bộ, cực kỳ thuận tiện cho công việc của anh. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy căn phòng, ai cũng ngạc nhiên, có người rơm rớm nước mắt. Nhóm trưởng người hâm mộ Mạnh Quỳnh chia sẻ, anh lên ý tưởng cho căn phòng này từ rất lâu rồi. Đến khi hay tin anh Mạnh Quỳnh sẽ chuyển qua Cali ở, anh chỉ treo thêm một bức hình lên thôi. Còn màu sơn hay nội thất trong nhà đều là nguyên bản. Rất mong nếu anh Mạnh Quỳnh đồng ý và sẽ dọn đến ức, vì đây là tấm lòng của nhóm trưởng những người hâm mộ tại Mỹ. Nhìn vào căn phòng này, một người không nghe nhạc nhiều cũng có thể liên tưởng đến ngay ca khúc Căn Nhà Màu Tím, là một trong những ca khúc rất được yêu mến của Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Trước thành ý này của trưởng nhóm người hâm mộ, Mạnh Quỳnh chỉ biết nói lời cảm ơn, hứa khi xuống Cali sẽ tới thăm căn phòng để nói chuyện trực tiếp với vị khán giả này. Đặc biệt hơn, Mạnh Quỳnh còn chia sẻ một tâm thư. Anh không nói là ai viết, nhưng khi nghe, chắc chắn mọi người sẽ hiểu được câu chuyện nói về điều gì mà lại lấy đi nước mắt của Mạnh Quỳnh nhiều như vậy. Khi anh đọc được những dòng thơ này thì có lẽ cũng đã vài tháng rồi. Nếu em nghe theo chỉ dẫn của anh thì có lẽ giờ này em đang ở Mỹ và chuẩn bị khăn choàng, áo ấm để đón mùa đông, tất bật những chuyến lưu diễn đón mừng năm mới. Nhiều dự định ban đầu của chúng ta về một chương trình tri ân khán thính giả đã theo dõi và ủng hộ cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh trong suốt mười mấy năm qua. Và có lẽ giờ này em đang ngồi trên ghế đá ven đường nhìn dòng người tấp nập qua lại. Em hy vọng trời vẫn xanh và nắng vẫn ấm. Có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng không thể, bởi có quá nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng sẽ làm anh dao động. Thế nên nghe này, những ngày tháng sau này hãy cứ làm những gì mà anh thấy đúng, gặp gỡ những người anh cho là hạnh phúc, kết bạn thêm những người ủng hộ niềm đam mê của anh. Hãy tự tin làm những gì anh muốn để biết rằng anh vẫn có cơ hội tận hưởng cuộc sống. Giống như em, tất cả đều dừng lại. Đó là tất cả những điều trong thâm tâm của em muốn giải bày với anh. Thế nên anh ạ, anh mãi luôn sống trong con tim em. Ngay từ đầu anh bước vào cuộc đời em, nụ cười ngọt ngào, trang phục chỉnh chu và phong cách ấm áp đã chú ý đến cảm xúc của em, không giấu được cảm xúc của mình. Đừng nghĩ nhiều về em không muốn anh đau lòng. Hãy sống tốt và sống. Em sẽ luôn bên anh trong suốt quãng đường sau này. Thương anh, Nhung. Em chỉ có một tình yêu duy nhất, em đã trao anh kèm một lá thư. Anh không thấy nghĩa là em đã mất.
Tình đã trao đi không lấy lại bao giờ. Sinh ra là một người chẳng có bất kỳ chỗ dựa nào. Em luôn có cảm giác mình khác biệt. Cái gì cũng phải nỗ lực gấp 10. Ta hẹn nhau ở một cuộc đời khác anh nhé. Vì em biết cuộc đời này ta chẳng thể đến bên nhau. Tình yêu đôi khi chẳng phải cứ muốn có là được. Cũng không phải là thứ duy nhất gắn kết hai con người mà còn có nhân duyên trời cho. Mong anh hiểu rằng tình cảm của anh rất đáng trân trọng. Ngay cả khi đôi bàn tay không thể chạm vào nhau, không thể siết chặt, không thể tiến bước, em hẹn chờ anh một cuộc đời khác. Một cuộc đời mà trái tim em sẽ dành trọn vẹn cho anh. Không chia năm xẻ bảy vì anh chị em, vì gia đình, vì con cái hay sự nghiệp, hay bất kỳ điều gì khác. Một cuộc đời em sẽ cố gắng sống trọn cho riêng mình, riêng chúng ta. Xin lỗi anh, xin lỗi vì em đã rời xa anh trước. Hãy ở lại và hát cả phần của em nữa nhé. Xin lỗi vì những dang dở cùng anh chưa kịp thực hiện. Live show 22 năm ca hát, vở kịch mà anh đã soạn sẵn. Anh nói chúng ta sẽ vào vai vợ chồng đó và ca khúc Thiệp Hồng anh viết tên em. Chúng ta chưa kịp trình diễn trên sân khấu. Xin lỗi anh vì em không thực hiện lời hứa sau này. Khi già em sẽ đẩy xe lăn cho anh đi phục vụ khán giả ở khắp mọi nơi. Và còn lời hứa sau này thì anh sẽ làm vợ chồng già. Cảm ơn anh đã thực hiện lời hứa với em. Vẫn tiếp tục đi hát trên con đường khi nào mà không hát được nữa. Cảm ơn anh là người thấu hiểu em nhất. Cũng là người luôn nâng niu và trân trọng em. Luôn chiều chuộng chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất. Cảm ơn ánh mắt đắm đuối trìu mến luôn dành cho em. Rồi nhắc bài mỗi khi em quên lời. Từ nay em sẽ không còn hỏi anh có thầm yêu em nữa không. Em hiểu mà, câu trả lời anh hãy giữ trong tim. Em biết là sẽ không có ai có thể thay thế em trong trái tim của anh. Từ nay em cũng không ở bên cạnh anh để nhõng nhẽo, hay mỗi khi ngại ngùng thì núp sau lưng anh nữa, hay ôm anh từ phía sau. À, nghe nói hôm nay anh hát bài khóc thầm mà khóc thật đúng không? Lại nhớ em đúng không? Cha nội nay mít ướt à, lại hôn cái coi, dạo này nhìn anh tiều tụy lắm. Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe để còn thực hiện cả những gì em còn dang dở nữa. Em vẫn luôn theo dõi anh đó. Là không hiểu sao lần đó em lại ôm anh chặt đến như vậy. Thật ra mỗi lần gặp anh, em đều muốn ôm anh. Vì ngay cả bản thân em cũng không thể biết ngày mai có còn được anh ôm như vậy hay không. Em là đứa trẻ mới lớn lên trong sự mồ côi. Thế nên ai tử tế với em. Em hạnh phúc lắm, đặc biệt với những người hiểu em, hiểu được cho em. Anh ơi, em mệt mỏi lắm, em muốn kể cho anh nghe nhiều. Em muốn anh ôm em một cái, em muốn chạy đến để tựa vào vai anh. Nhưng mà em biết anh còn phải có cuộc sống riêng của mình. Mỗi lần trên sân khấu không phải là em đòi hỏi đâu. Chỉ là em muốn lấy đó làm cái cớ để được giống như một đứa trẻ, dựa vào vai anh và không lo nghĩ điều gì. Trọn một kiếp em đã sống hết mình, chỉ là em xin lỗi vì chưa kịp nói lời từ biệt với anh. Bài hát cuối mà hai đứa mình đã hát là bài gì anh có nhớ không? Dạ đúng rồi, là phút cuối. Em cảm ơn anh vì cho em đến phút cuối cùng vẫn được bên nhau. Anh chỉ trao cho em sự ấm áp và niềm hạnh phúc không thể nào tả được. Anh nói em phải cười lên, nhưng mà đôi lúc giấu sâu thẳm trong em là đổ nát, là đau đớn mà em không dám nói với anh. Anh mắng em vậy em coi anh là gì? Thật ra vì em không muốn anh phiền lòng nên em mới không nói. Tạm biệt nhé, cảm ơn anh. Đây là một trong số rất nhiều những lá thư Mạnh Quỳnh nhận được từ khán giả. Họ xin phép nói thay lời Phi Nhung để gửi đến Mạnh Quỳnh. Video đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.